Các bạn, hôm nay chúng ta quay lại với những cây bút bi quen thuộc nha. Để học vẽ một nhân vật cũng quen thuộc không kém, Kim Thành Vũ. Bước đầu thì các bạn vẽ cho thầy theo anatomy. Có nghĩa là cái phần chúng ta vẫn xác định như cũ, cái phần khung. Và lưu ý là cái này là góc nhìn nghiêng của nhân vật. Thì những cái phần như là thái dương nè, là nó ở bên hông thái dương. Và từ đó những cái hướng hình của cái trục mắt mũi miệng á, nó theo đó nó sẽ phải có cái vị trí hợp lý, đúng không? Và cái phần cằm hay là hướng cổ là cũng phải có cái vị trí hợp lý luôn. Một cái điểm khác biệt dễ nhận ra của Kim Thành Vũ so với những cái nhân vật khác đó là sao? Cái mái tóc của anh ta thì chúng ta cũng phải xác định cái phần khối. Phần khối mái tóc. Và những cái phần liên đới, ví dụ lỗ tai, hướng mắt, lông mày, vân vân. Và con mắt của anh ta các bạn lưu ý là rất là sâu. Tức là chúng ta điểm sơ qua những cái đặc điểm của từng cái nhân vật mà chúng ta vẽ. Mắt Kim Thành Vũ rất sâu và các đạo diễn khi hợp tác với anh, họ bị ấn tượng bởi con mắt của anh rất là nhiều. Nó rất là có hồn. Từ Vương Gia Vệ cho tới những cái đạo diễn mà từng hợp tác với Kim Thành Vũ. Khối cầu mắt và cái mũi nó tạo thành một cái tổng thể, tạo nên cái đặc trưng gương mặt Kim Thành Vũ. Và cái mũi rất là cao, góc mũi cao đó. Và cái nụ cười rất là duyên dáng Kim Thành Vũ. Năm nay anh đã 40 mấy, 50 rồi. Tuy nhiên có một số cái dự án mới mà anh sẽ xuất hiện trong cái thời gian sắp tới và chúng ta cùng theo dõi cái sự trở lại của Kim Thành Vũ nha. Khán giả ở Việt Nam thì biết đến anh nhiều qua cái vai diễn là phim Fallen Angel. Hay là Trung Kinh Express của đạo diễn Vương Gia Vệ. Biết về anh rất là nhiều. Chúng ta zoom gần đi để chúng ta thể hiện một số cái sắc độ chính yếu hồng hồng trước ở trên một cái gương mặt. Chúng ta phủ sơ qua những cái phần sắc độ, cái phần trán, mái tóc che phần trán cho nên sẽ có cái hồng hồng. Từ đó đi ra phía lỗ tai này cũng được chúng ta định hình sẵn cái khung đỉnh và đáy lỗ tai. Rất là quan trọng trong cái bố cục nhìn nghiêng bởi vì nó ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mái tóc khi chúng ta tạo dựng phần tóc phía sau. Hay là cái phần trang phục nó cũng đi theo một cái tổng thể mắt mũi miệng quần áo. Thời trang của Kim Thành Vũ thường là rất là đơn giản. Cái diễn viên vừa lai Đài Loan và Nhật Bản. Và một cái đặc điểm nữa là anh có cái mái tóc ngai rất là đẹp. Mỗi một cái nhân vật vẽ thầy cũng điểm sơ qua một số cái đặc trưng. Bởi vì vẽ chân dung thì cái nhân vật, những cái hiểu biết về nhân vật thật ra rất là quan trọng. Và nhất là diễn viên thì cái phim chúng ta từng xem về anh cũng rất quan trọng.
cứ cầm. Cũng sợ quá. Đi qua một lượt. Cái cách mà cái ngòi bút chúng ta phủ trên cái khuôn mặt rất là quan trọng. Từng cái lọn, lọn tóc. À, cái bài này các bạn thấy là thầy có những cái cú máy thì zoom rất là sát để những cái góp ý từ các bạn, từ những cái bài trước. À, thầy có những cái cú zoom rất là sát. Vì những cái cú zoom sát nó giúp chúng ta nhìn thấy rõ được ngòi bút với lại cái cách diễn đạt của cái nhân vật. Ví phần mày, phần lông mi búng ra, chỗ này rất là quan trọng, thể hiện cái đặc điểm nhân vật. Và những cái mi nhỏ phía trên nè, và cái đáy của cái cơ vòng mắt phía sau, cũng như cái ngấn chỗ này rất là quan trọng. Đây, phần lông mày mọc lố ra ở giữa, đối với những người lông mày rậm như Kim Thành Vũ, cách diễn đạt lông mày thoải mái nhưng có cái nhấn đậm ở cái phần giữa. Phần mắt bên đây cũng rất là quan trọng. Mắt Kim Thành Vũ hơi lồi một chút, cái mi, cái phần lông mày bên đây sẽ đi hòm xuống và có những lọn tóc, sợi tóc từ đây búng lên trên. Cái cách diễn đạt này, lọn tóc đây búng lên, lọn tóc kia mình búng búng nhẹ ra. Chúng ta tiếp tục thể hiện cái phần cái tóc phía trên. Mỗi ngày, gần như là mấy ngày hôm nay này, để mà làm kênh đó, mỗi ngày thầy cũng cố gắng vẽ một cái nhân vật nào đó, mặc dù là ví dụ cuối tuần đi, thầy cũng dành thời gian để vẫn dành thời gian đủ để dẫn các con đi chơi, dẫn vợ chơi, nhưng mà nói chung là thầy cũng cố gắng vẽ. Bạn nhớ subscribe ủng hộ kênh nha, cảm ơn các bạn. À, bởi vì cái vẽ đó nó không phải đơn thuần là cái kỹ thuật hình họa nữa, mà nó còn là cái trải nghiệm, cái kiến thức về cái đời sống xung quanh, về tất cả những cái tin tức khác, thì nó gom chung lại cái môn mỹ thuật. Rồi chúng ta đi tiếp xuống phần phía dưới. Những cái sợi lông mày nhỏ thêu dệt ở đây, đây mắt ở đây, những cái mi nhỏ bên dưới rất là quan trọng. Phần này
Nhẹ thôi. Cái mũi Kim Thành Vũ rất là đặc trưng nha. Chỗ này khoảng góc mũi này ở đây. Cái này phải đúng vị trí tuyệt đối thì là nó mới ra được cái nhân vật độ xéo của cái miệng. Bởi vì Kim Thành Vũ hơi móm một chút xíu, gọi là móm kim á, một chút xíu thôi. Người ta hay dùng là lét kim, nhưng mà thầy là có thêm cái chữ là móm kim một chút xíu. Bởi vì cái môi ở dưới á, vẫn đủ để đè lên môi trên, nhưng mà nó phối với lại cái đường, cái cằm bên dưới, thấy không? Nó ra được một cái tổng thể vẫn rất là đẹp. Con tóc bên trên khi vẽ chúng ta đảo cánh tay để chúng ta có được cái hướng cái tay phù hợp, ra được cái bút pháp đẹp. Phần áo cũng tôi nhúng nhẹ ở đây. Hãy dùng cái cây bút đỏ phủ nhẹ qua bên dưới này. Khóe môi này, môi ở trên bạn phủ nhẹ qua phần này. Ta lấy cái sắc độ, một cái sắc độ hồng hào bên dưới môi. Dưới sáng tối chỗ cái môi này. Độ cao của cái sống mũi và gò má